Mama đây. Ăn nào, ngồi xuống. Úi giời xin nhỉ. Ngồi xuống. Ăn nào. Thơm quá. Xin mẹ chưa? Xin chưa? Xin chưa? Xin nào? Ngày ăn mặn nữa, nhưng đó là bằng bữa hạnh phúc. Ngày ngày trên đồng, nhưng đó là những người lao động vui vẻ, an toàn. Qua đồng, không được ăn. Xây dựng một hình ảnh nông nghiệp Việt Nam xanh và sạch. Bắt đầu là định vị một ngành hàng kinh tế bền vững. Ăn đi. Có đọc không ăn? Nông nghiệp xanh, thực phẩm sạch. 12:35 tuần cuối cùng tháng trên kênh VTV1. Ăn đi. Ngon lắm. Ngồi thẳng lên. Ngồi thẳng lên. Cô đọc không được ăn. Nhưng việc không cho việc được chụp ảnh không phí chụp hình ở phố hàng cá. Và ăn đi. Ngon không? Khi đám cháy rừng lịch sử đã và đang diễn ra bờ tên của nước Mỹ. Vâng, đến một. Đang gây ra những hậu quả nặng nề. Rồi. Thiếu này. Bắt. Rồi.
phường. Ngoài súng đồ chơi, anh này thu giữ hơn 30 viên đạn đạn nhựa, đạn ngoài phường đồng nước sẽ rất nổi như thế này. Không chỉ có nguy cơ sát thương, bộ công an còn cảnh báo khi tuôn ra thị trường, rất có độc, không ăn. Súng đồ chơi với hình dáng y hệt súng thật này sẽ gây mất an ninh trật tự. Vì thực tế đã có một số đối tượng sử dụng các loại súng tương tự như thế này để đe dọa các tài sản gây án, đã bị phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội bắt giữ trong thời gian qua. Thuốc lá điện tử hay là thuốc lá thế hệ mới, sản phẩm không được quảng cáo. Quá nó. Tuy nhiên, việc kinh doanh sử dụng các sản phẩm này phát là vấn đề đáng quan ngại. Theo quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012, không được quảng cáo mua bán. Đứng lại. Vận chuyển nguyên liệu. Rồi. Ngồi. Rồi. Với thuốc lá điện tử chỉ không được xếp trong danh mục hàng hóa là thuốc lá. Vì vậy hầu hết các cơ sở. Ngồi đây. Xin xin nào này, không được sủa, mẹ còn xin chứ không sủa nha, lười lắm thôi, bắt thế mẹ còn xin chứ mẹ còn sủa hả, mẹ còn xin chứ hả, thưa hả, thưa hả, không được hả? Không được hả? Không được hả? Xin lỗi mẹ này. Con được hư biết chưa? Con ngoan biết chưa? Xin lỗi mẹ. Tôi cứ mắt nở đò kìa. Nó nào ngủ mẹ ăn, ngủ mẹ ăn thôi. Cho nghịch ngợm thôi. Nhìn gì mẹ? Con nư mẹ hả? Dự kiến cuối năm nay, quả bưởi Việt Nam sẽ được Mỹ cấp phép nhập khẩu. Khi đó, bưởi sẽ là loại quả thứ bảy của Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ sau thanh long, trôm trôm, nhãn, vải, vú sữa và xoài. Để các loại trái cây tươi được xuất sang Mỹ, xin lỗi mẹ, là không hề dễ dàng vì bị kiểm soát rất chặt chẽ. Thanh long đấy mới được. Trước khi xuất khẩu được quả chiếu sạn tại Việt Nam, thì loại quả chỉ giới hạn. Nói. Nếu hàng bị mất hoặc có sâu bọ, là sẽ bị hủy ngay. Chúng nhai kìa, nhai kìa. Bên trong phải có diện tích tối thiểu 10 hectare. Ngon lắm, ngon lắm. Đơn lại đi thôi, đơn lại đi thôi. Hôm nay có ăn hai quả táo nhá. Uống rượu bia. Nói rồi, trả tiền mẹ em chưa? Làm việc, học tập, có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Đây là quy định đặt ra trong quy định xử phạt vi phạm hành chính cho phòng. Rồi rồi, không ăn nữa nhá. Đặc biệt. Nhá, rồi rồi, không ăn nữa nhá. Con làm rơi rồi nhá, con không bắt được nhá. Không bắt được không phải ăn nữa. Bao nhiêu? Tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Bao nhiêu? Con không bắt được con làm rơi con ăn nhá. Mẹ không cho ăn nữa nhá. Mẹ mang đi nhá, mẹ cầm đi nhá. Mẹ cầm đi nhá. Mẹ không cho ăn nữa nhá. Mẹ không cho bác ăn nữa nhá. Trung tâm hướng dẫn tiểu đến quý vị một điểm mua sắm tại Đà Lạt. Thôi, lớp làm gì mà tên